Buổi sáng của ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu từ trụ sở Etihad, nơi đóng quân của nhóm siêu anh hùng thế hệ mới của làng Túc Cầu Giáo. Phải, những người mà chúng ta đang nhắc đến ở đây chính là Jeremy Doku, Julian Alvarez, Phil Foden và Erling Haaland, bộ tứ siêu đẳng của nửa xanh thành Manchester. Kể từ đầu mùa giải, chiến hạm vô địch dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola đã trải qua không ít những phong ba, những trận cầu nghẹt thở và song song với đó là cả những dấu hỏi về việc liệu rằng họ có duy trì được một sức mạnh đủ để áp đảo trời Âu như trong mùa giải trước hay không. Trong 3 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, những lần mà họ phải đương đầu với 3 thế lực khác ở xứ sở sương mù, Man City đều đã không thể giành lấy 3 điểm trọn vẹn, qua đó thậm chí còn rơi hẳn xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, một khu vực tương đối lạ lẫm với Man City dưới triều đại của Pep Guardiola. Từ đó đã dấy lên không ít những ý kiến cho rằng vị thế thống trị của The Citizen đã đến lúc bị lật đổ và nhiều người bắt đầu tin hơn về câu nói bất hủ, lúc cực thịnh cũng là thời điểm khởi suy. Tuy nhiên, một cách công tâm mà nói thì thứ hạng hiện tại chưa hẳn đã đánh giá được hết khả năng công phá ấn tượng mà đoàn quân của Guardiola đang sở hữu, nhất là ở mặt trận tấn công. Phải thừa nhận rằng hầu hết những lần mà Man City bị cầm chân một cách đầy tiếc nuối đều bắt nguồn từ những lỗ hổng ở hàng phòng ngự. Chẳng hạn như trong cuộc đối đầu với Tottenham vừa rồi, cả hai bàn thắng thứ hai và thứ ba của đội khách đều đến từ những tình huống tổ chức tấn công chóng vánh, tưởng chừng như chẳng có gì nguy hại cả. Trong khi đó, chiều ngược lại, mặc dù đã nhận về không ít chỉ trích, nhưng trên thực tế các chân sút trên hàng tấn công của đội chủ sân Etihad vẫn đang sở hữu hiệu số khủng đến mức khiến nhiều người phải khiếp sợ. Chỉ tính riêng tại giải bóng đá hàng đầu nước Anh, Man City đến thời điểm này vẫn đang là đội bóng có hàng tấn công ấn tượng nhất trong số 20 đội tham dự với 36 bàn thắng sau 14 trận đấu, tức trung bình khoảng 2,57 bàn mỗi trận. Những nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, bộ tứ siêu đẳng với Jeremy Doku, Julian Alvarez, Phil Foden và Erling Haaland chính là những người đã đứng đằng sau tạo nên hàng tấn công đáng sợ đó. Người đầu tiên phải kể đến chính là người lửa Human Torch trong hình ảnh của Jeremy Doku, cầu thủ chạy cánh người Bỉ đang từng bước chứng tỏ rằng con số 55,5 triệu bảng mà Man City đã bỏ ra để có được sự phục vụ của anh là một món hời. Nói đúng hơn, trong số những tân binh được mang về trong mùa hè vừa qua thì Jeremy Doku chính là cái tên để lại nhiều dấu ấn và thi đấu một cách bùng nổ nhất. Không chỉ sở hữu tốc độ rực lửa, Doku còn có khả năng dễ dắt bóng một cách lắt léo và không ngại phải bước vào các cuộc đấu 1-1 với bất kỳ một cái tên nào. Chắc hẳn nhiều cổ động viên của The Citizen vẫn chưa quên được những gì đã diễn ra trong cuộc tiếp đón với Liverpool. Chàng trai trẻ sinh năm 2002 đã thực hiện đến 11 tình huống dây dắt thành công, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào Premier League mùa này. Qua đó, phần nào khiến Alexander-Arnold có một ngày làm việc tương đối mệt mỏi. Hay gần hơn nữa là sau màn tỏa sáng sau khi được tung vào sân thay người của đàn anh Jack Grealish ở cuộc đối đầu với RB Leipzig, nơi anh đã góp phần không nhỏ và màn lội ngược dòng ngoạn mục của đội nhà. Pep Guardiola đã không tiếc lời khen ngợi cậu trò Rico Lewis rất xuất sắc. Phil Foden thi đấu hiệu quả 1/3 cuối sân, nhất là ở các khoảnh khắc quyết định. Và tôi nghĩ Doku mới là người đã thay đổi nhịp độ của trận đấu. Chính sự bùng nổ và rực cháy của Doku bên hành lang cánh trái đã trở thành nguồn động cơ giúp Pep Guardiola có thêm nhiều đấu pháp tấn công. Từ đó các miếng đánh của Man City cũng trở nên thiên biến vạn hóa và đặc biệt khó lường. Là một thần đồng xuất thân từ chính học viện nơi đây, trong khi những người bạn đồng trang lứa như Brahim Diaz hay Jadon Sancho quyết tâm dứt áo ra đi để tìm kiếm cơ hội tỏa sáng cho riêng mình, thì Foden vẫn một mực tin tưởng vào bản lộ trình của Pep Guardiola để bám trụ lại Etihad để chờ đợi cơ hội trở thành một trong những mắt xích quan trọng. Không ngoài mong đợi, nỗ lực của chàng cầu thủ 23 tuổi cũng đã được đền đáp. Foden đã ngày càng tin dùng nhiều hơn trong vài mùa giải gần đây và bây giờ thậm chí là một vị trí bất khả xâm phạm. Nói đến Phil Foden, từ lâu anh đã nổi danh với kỹ thuật cá nhân thượng hạng, độ dẻo dai trong từng pha xử lý và sở hữu bộ óc nhanh nhạy để tìm ra các khoảng trống. Khả năng dê dắt của Foden ấn tượng đến mức nhiều người đã từng gọi anh là Lionel Messi của nước Anh hay thiên tài tiếp theo được nâng tầm bởi Pep Guardiola. Tuy nhiên, thành thật mà nói thì sự trẻ người non dạ và kinh nghiệm trận mạc non nớt ở những mùa trước chính là một trong những nguyên do chủ yếu dẫn đến việc Foden ít được trao cơ hội. Nói cách khác, anh thiếu đi sự chuẩn xác trong các tình huống đưa ra quyết định cuối cùng, qua đó nhiều lần để mất bóng một cách đáng tiếc. Nhưng ở mùa giải này, tận dụng thời cơ sau sự ra đi của Riyad Mahrez, còn Bernardo Silva thì cũng thường xuyên bị kéo về hoạt động ở khu vực giữa sân. Foden đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và thậm chí trở thành người góp dấu giày vào những bàn thắng quan trọng cho đội bóng thành Manchester. Cách đây không lâu, huấn luyện viên Gareth Southgate đã thẳng thừng lên tiếng bảo chữa cho bản thân khi không sử dụng Foden vì cho rằng tiền vệ này không đủ tố chất để hoạt động ở khu vực giữa sân.
Nhưng hơn ai hết, Pep Guardiola là người hiểu nhất về tiềm năng và giá trị của cậu học trò. Ông lập tức bác bỏ: "Tôi không đồng tình với Gareth bởi ông ấy cần biết rằng Foden có thể đảm nhận mọi vai trò. Cậu ấy có thể chơi cả 5 vị trí trên hàng tấn công. Ở một trận giao hữu, tôi đã thấy Foden giạt phải rồi sau đó di chuyển vào trung lộ. Nó không phải một vấn đề lớn bởi khi bạn chơi cao hơn, trách nhiệm phòng ngự sẽ giảm đi đôi chút. Nhưng tôi tin Foden sẽ trưởng thành vì cậu ấy có đủ tâm lý để tiến bộ." Và rồi thực tế đã chứng minh, Phil Foden có thể là một mẫu tiền vệ không toàn diện đối với Gareth Southgate. Nhưng dưới ánh mắt của ông thầy người Tây Ban Nha, thì anh chính là một quân bài vạn năng có thể xoay chuyển uốn éo một cách vừa vặn để đặt vào bộ khung đội hình. Có Mr. Fantastic thì ắt hẳn phải tìm ra được một đối tác ăn ý của anh để trở thành người tàng hình, Mr. Invisible. Đó không ai khác chính là Julian Alvarez. Có lẽ tủ trưng bày đầy ắp tất cả những danh hiệu cao quý ở tuổi 23 chính là minh chứng rõ nét nhất cho tài năng cũng như độ son của ngôi sao người Argentina. Đúng với tên gọi, chỉ số ấn tượng nhất của anh có lẽ nằm ở khả năng di chuyển không bóng nhạy bén, len lỏi ra sau lưng hàng phòng ngự đối phương như một cái bóng để rồi bất thình lình xuất hiện và kết liễu đối thủ. Chẳng cần phải tìm kiếm đầu xa, ngay trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Phil Foden trong cuộc tiếp đón Tottenham hồi cuối tuần vừa rồi, nội tại này của Julian Alvarez một lần nữa được thể hiện. Chẳng phải tự nhiên từ khi đặt chân đến sân Etihad, Alvarez đã được gắn cho danh xưng là Sergio Aguero mới. Không chỉ có cùng quốc tịch mà tiền đạo sinh năm 2000 còn sở hữu nhiều điểm chung với người đàn anh về mặt lối chơi, khả năng di chuyển, sự tinh quái và cả bản năng của một sát thủ. Ở mùa trước, không ít người đã kêu gọi Pep Guardiola rằng hãy trao thêm cơ hội cho Julian Alvarez, bởi sẽ thật là một điều phí phạm nếu để một mẫu chiến binh tiềm năng như vậy phải sắm vai ke phụ. Thì đến mùa này, chấn thương của Kevin De Bruyne đã vô tình mang đến đất diễn cho ngôi sao người Argentina. Thậm chí bây giờ đây, nhiều người còn cảm thấy lo lắng ngược lại cho De Bruyne là đáng khác. Và mảnh ghép cuối cùng trong nhóm bộ tứ siêu đẳng The Things là Erling Haaland. Ngay từ mùa giải đầu tiên đến với nước Anh thôi, tiền đạo này đã xô đổ hàng loạt kỷ lục đang tồn tại lâu đời ở đây. Bước sang mùa này, mặc dù phong độ làm bạn bị đặt nhiều dấu hỏi, nhưng đến nay sau 14 vòng đấu đã qua thì chân sút người Na Uy đã kịp có cho mình 14 bàn thắng để tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Có lẽ hình mẫu của The Things cũng phần nào cho thấy được lối chơi mà Haaland đang sở hữu, đó là sức mạnh, sự càn lướt, khả năng tì đè, cùng với đó là những cú dứt điểm căng như búa bổ. Đúng là những thành tích ấn tượng có được trong mùa giải trước đã vô tình trở thành một áp lực lên vai của Haaland. Nhưng như Pep Guardiola đã từng chia sẻ, ông thấu hiểu được tình cảnh của anh và cũng chính vì thế, ông không đánh giá anh chỉ qua khả năng ghi bàn, mà thay vào đó là khả năng đóng góp về lối chơi. Có lẽ chính sự bố trí đến từ những vệ tinh xung quanh như Doku, Foden hay Alvarez sẽ phần nào san sẻ được trọng trách ghi bàn. Thậm chí trong một số trận đấu, chính Haaland sẽ là người có nhiệm vụ hút người, qua đó tạo ra khoảng trống cho những người còn lại. Dù gì thì đây cũng mới chỉ là mùa giải đầu tiên mà bốn cầu thủ này sát cánh cùng nhau. Điều đáng nói là ba trong số họ chỉ mới bước sang độ tuổi 23, những người còn lại thì thậm chí mới 21, đồng nghĩa thời gian và cơ hội để làm việc với nhau một cách ăn ý hơn, cũng như cùng nhau phát triển tiềm năng vốn có của bản thân vẫn còn rất nhiều phía trước. Do đó đừng bất ngờ nếu một ngày nào đó, trong tương lai, bộ tứ siêu đẳng của Man City, Jeremy Doku, Phil Foden, Julian Alvarez và Erling Haaland sẽ là những người gánh vác cả đoàn tàu này đến những vinh quang vĩ đại hơn nữa.